Tiếp tục nha anh em, đàn tiếp theo của chúng ta thôi. Show nãy giờ đi soi cột điện, nói chung là mình là đi bắt ong này là mình đi soi cột điện là nhiều, chứ còn bắt thì chả bao nhiêu đâu. Mọi người quay được đàn nào thì bắt các bạn nói thôi. Rồi em thấy ông đang canh gác không? Đó, bà bu ra rồi đó, bu ra bà đứng một bà xe xe rồi. Đây tôi chính nằm ở dưới này nha anh em. Đó, thì cửa đây là cái tôi chính này. Nè, trong tại mình quay camera này thì mọi người cũng thấy, chứ mình nhìn mình bắt thường thì mình chỉ thấy nha em. Đó. Rồi, nó do là lý do là trời nó nắng nè. Cho nên là một cái điểm yếu của đàn ong mà cục điện á, trời nắng này nè, bắt buộc là chỉ có em nó ra đứng ở ngoài nó quạt cánh như này nè, thì mình đi đường á là mình rất là dễ phát hiện nha anh em. Đó là điểm yếu của đàn ong. Sau khi khoảng thời gian mình vô động não khoảng tầm 15 phút thì mình mới vừa đi dần dần để mình kiếm ong tiếp, thì mình không có gặp ong anh em. Cái đàn này nó ra khoảng tầm 80% ong rồi anh em. Rồi, ở đây chúng ta thấy một nhóm ong đang đậu ra nè anh em thấy không? Nhưng mà hiện tại là mình đang nói là ong đâu này chưa có gì nha anh em, chưa chúa nha. Còn đây, đây mới là đúng là đàn của chúng ta rồi. Em hiện tại chúng ta đang cần đó. Ở nè thấy không? Nó đã tập hợp bay hết trên ngọn coi nè anh em. Đó. Thì coi này thì nói chung là nó không có cao. Rồi. Mình lấy ra ánh sáng lại cho anh em xem. Đó. Đàn của chúng mình nó đang tập hộp bay trên đó đó. Bây giờ ở đâu mình lên trên đó mình bắt xuống nha anh em. Thì ở dưới này thì ông anh chị quay giúp mình nha anh em. Ok anh em. Giờ ở đâu mình tiến hành mình lên mình lấy chuối nha anh em. Đó, thì trước khi chúng ta lên thì chúng ta làm miếng nước ra. Rồi đầu rồi. À, mình sẽ leo lên nha anh em. Mình leo lên để mình kiểm tra chúa, xong rồi mình bắt chúa, mình chẳng mình treo nón rồi luôn, xong luôn mình thu hoạch đàn này xong luôn anh em. Thì cách kiếm chúa trên ngọn coi thì nó đơn giản thôi. À. Đây mình giới thiệu với anh em luôn, đây cái lòng chúa mình tự làm nè anh em. Đó. Thì ở trên viễn cảnh trên kia là nó khá là cao. Cho nên là điện thoại mình quay sợ nó không có bắt được hình ảnh rõ nét đó mọi người. Có gì mọi người xem ủng hộ đăng ký cho anh đi mọi người. Rồi mọi người muốn mình gặp cái Google giờ thì mình chỉ thấy rồi quá. Quay cho nó rõ hơn cho mọi người xem. Ok, chào mình lên nha anh em. Cầm lên luôn thằng gì bác của ông quân nè, ta làm phòng mới nè. Ok mình lên nha, nhà này 100% chú ở trên đó rồi. Một mẹ ngoài này hơi khó liệu. Quay cái mở quẹt mình. Ở trong thời đàn này thì cũng được ít là do đang không có đông nha mọi người. Đàn này thì theo mình đánh giá thì không có đông. Số em sợ nó quá. Đây, con này kiếm quá. Đủ mở tiếng đèn. Đây, làm nhanh đi xuống. Kiếm rồi. Đó là mình đã thấy chú rồi nha anh em. Rồi. Ok hello anh em nha, mình đã bắt đuông chú nè anh em ơi. Đâu. Chú mình đã bắt nhanh và gọn luôn anh em ơi. Bây giờ đâu mình di chuyển ra chứ. Để mình bỏ chú vô lòng thì kiếm quá anh em. Yeah. Kiếm nhiều thế. Kiếm nhiều lắm anh em ơi. Đây cô chú mình nè anh em. Hiện tại nó có kiến nó bao vào à. Đây con chú mình nè anh em ơi. Ok mình đâu treo chú vào nón nha anh em. Kiếm nhiều quá. Dạ kiếm lắm lắm trên người luôn kìa. Kiếm khá là nhiều luôn mọi người.
Nàng Chúa chúng ta xin chào tất cả các anh em có mặt trên kênh nha. Rồi, cái đầu mình treo bên này, treo bên đây, đi chiếu qua bên kia mình đấy nha, bên kia anh em à. Chỉ treo nón bên đây thôi, treo nón bên đây thôi. Đó, mình thấy quay lại tiếp luôn. Mình treo nón như vậy thì tự động của em nó sẽ dồn về chuối nha anh em. Dạ. Đây này. Mọi người xem này. Ê, đây. Người xem này. Ui giời ơi, kiến kìa. Ê, bu hai người luôn. Ui. Ôi, cắn rồi. Thì chú mình đã bắt thành công rồi nha anh em. Thì giờ cái đầu mình treo nón thôi là ông cái đầu nó về nha anh em. Đó. Hiện tại thì em nó đang cái đầu về rồi anh em. Trong này nó rất là hút ánh sáng. Đó anh em thấy không? Đó. Thì hiện tại em nó đang về rồi đó. Đó. Thì nó sẽ tự động bắt mùi chúa nó về buồn nó mua vô nha anh em. Ok thì mình tiếp tục mình di chuyển nha. Ok anh em nha. Thì ok, bây giờ bắt đầu ông anh ông đưa cái nón em xuống này nha mọi người. Bây giờ mình ở đầu mình ở dưới này mình đón. Đàn này khoảng tầm mấy làng em thôi mọi người ạ. Nhưng mà rất là ok rồi. Rồi xuống tới nữa đi. Rồi. Rồi ra chứ. Rồi. Đây, đây là thành phẩm của chúng ta. Xeo một hồi với nhau. Mọi người có thấy rõ em của chúng ta là rất là ok anh em. Đó, thì mời anh em đón xem vào clip tiếp theo đây. Đó, mình đến đây là kết thúc rồi. Ai bắt cỏ bắn mèo đi. Rồi biết rồi.